Xin chào mọi người, như chúng ta đã biết thì thiết bị máy sưởi là một sản phẩm không thể thiếu vào mùa đông này. Nó giúp làm ấm không gian cũng như là giữ ấm cho cơ thể của chúng ta. Hiện nay trên thị trường có vô vàn những thiết bị máy sưởi khác nhau, từ nguồn gốc, xuất xứ, mẫu mã cũng khá là đa dạng. Vâng ạ, và để cho quý vị có thêm sự lựa chọn cho những chiếc máy sưởi thì ngày hôm nay Ngọc Thị sẽ giới thiệu với quý vị một chiếc máy sưởi đến từ nhà Roller, đó là Roller RH2112. Hãy cùng khám phá xem em máy sưởi này có gì đặc biệt nha. Máy sưởi điện 3 bóng halogen Roller RH2112 có thiết kế đơn giản với gam màu xám trung tính. Đặc biệt, sản phẩm khá là gọn nhẹ. Điều này vừa giúp tiết kiệm diện tích lắp đặt, vừa giúp chúng ta dễ dàng di chuyển khi cần thiết. Và với sản phẩm như thế này, chúng ta có thể đặt để ở nhiều không gian khác nhau như phòng ngủ, phòng khách, có diện tích từ 15m2 đến 30m2. Có một điểm cộng ở thiết bị này mà Ngọc Thị cảm thấy rất tâm đắc, đó chính là có tới tận 3 mức công suất: 400W, 800W, 1200W. Và đặc biệt, các bạn có thể tùy chỉnh bằng phần sử dụng đúng vặn này. Do đó thì tùy vào điều kiện sử dụng của bản thân cũng như là nhu cầu của gia đình, chúng ta hãy lựa chọn mức nhiệt phù hợp nhất nhé. Khác với những sản phẩm không có tính năng quay đảo chiều mà hơi nóng chỉ tập trung vào một chỗ thì Roller RH2112 có khả năng quay đảo chiều liên tục, giúp tỏa nhiệt đều khắp phòng, rất thích hợp khi sử dụng tại không gian rộng như phòng khách hoặc phòng có nhiều người. Khi sử dụng máy sưởi thì nhiều người có chung một niềm quan tâm, đó là không biết em máy ấy có bị khô da hay không. Nhưng mà đến với sản phẩm này thì quý vị hoàn toàn có thể là yên tâm nha, bởi vì em này sử dụng bóng sưởi halogen, do đó không đốt cháy oxy, không gây khô da hay thậm chí là khó thở cho người sử dụng. Ưu điểm khác nữa là loại đèn này còn giúp làm ấm cực nhanh, chống chói mắt và hiệu quả cũng như có một độ bền vượt trội. Đặc biệt, hơi ấm của máy sưởi còn rất tốt cho sức khỏe, nhất là với những nhóm đối tượng như người già, trẻ nhỏ, người mới ốm dậy hay là những người thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp. Và trước khi xuống tiền cho một sản phẩm nào đó thì chúng ta cũng cần quan tâm là sản phẩm ấy có an toàn hay không. Và chắc chắn rồi, Roller RH2112 chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu khó nhất của người tiêu dùng. Sản phẩm có chân đế vững chãi với lớp lưới bảo vệ an toàn chống bỏng cho người dùng. Đặc biệt, lồng và vỏ nhựa phía sau chống cháy tuyệt đối, lưới tản nhiệt giúp sản phẩm không bị hư hỏng do quá nóng. Hơn nữa, máy sưởi điện 3 bóng halogen Roller RH2112 còn có chế độ là tự động ngắt khi nghiêng, đổ hoặc quá tải nhiệt. Bên cạnh đó, sẽ quay trở lại hoạt động bình thường khi ở trạng thái an toàn. Máy sưởi điện 3 bóng halogen Roller RH2112 hiện đang được bán tại MediaMarkt với mức giá 690.000 đồng, tiết kiệm 30% so với giá niêm yết 990.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được bảo hành lỗi 1, đổi 1 trong vòng 3 tháng. Trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đơn hàng gia dụng từ 3 triệu đến 16 triệu. Giảm thêm 5% khi mua sản phẩm kế tiếp cùng thương hiệu, tặng bộ phiếu mua hàng trị giá đến 3 triệu. Với giá thành rẻ, khả năng làm ấm tuyệt vời, độ an toàn cao thì chắc chắn em máy sưởi Roller RH2112 sẽ là một sự lựa chọn mà các bạn không thể bỏ qua trong mùa đông này. Không biết quý vị nghĩ sao về em máy sưởi này? Hãy comment cho MediaMarkt biết với nha. Và nếu như quý vị có thêm bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm này cũng như những sản phẩm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website MediaMarkt.vn hoặc thế giới điện máy.com hoặc liên hệ tới hotline 1900 6788. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!